Thưa quý vị, quán triệt nội dung chỉ thị 05 và kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ tập trung triển khai đến cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên, học viên của trường để thấm nhuần, từ đó có những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Ban Thường vụ Đảng ủy trường đã quán triệt đến các cấp ủy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xem đó là công việc thường xuyên. Tổ chức đoàn hội thông qua các buổi sinh hoạt thời sự chính trị đầu khóa học, học tập các môn lý luận chính trị, nhất là môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc thi Olympic các môn lý luận chính trị, qua đó nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng, hướng các sinh viên học tập chuyên môn và rèn luyện đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào của tổ chức đoàn hội sinh viên để trao dồi đạo đức lý tưởng cách mạng chủ nghĩa Mác Lênin. Với tư cách là thi hình thức là online, và bên cạnh đó thì em đã học được rất là nhiều từ lịch sử, nghị quyết của các đại hội. Bên cạnh đó thì hiểu thêm về con người, về cách sống của Bác và những cái hình ảnh của chủ nghĩa Mác Lênin trong đó nữa. Qua đó thì giúp cho em có thể tiếp thu, lĩnh hội những cái kiến thức đó. Đó là những giá trị cốt lõi để có thể xây dựng hình mẫu của một con người Việt Nam. Bên cạnh đó thì đó cũng là những cái gì mong muốn mà sinh viên Trường Đại học Cần Thơ hướng đến. Đó cũng là điều mà giúp cho em có thể xây dựng cho bản thân mình được những giá trị cốt lõi để sau này có thể phát triển hơn cho tương lai. Tổ chức đoàn thanh niên của Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức nhiều cái hoạt động đa dạng, sáng tạo, linh hoạt, cũng phù hợp với cái tâm lý của đoàn viên thanh niên của trường, thì cũng gắn với cái nhiệm vụ của sinh viên là trong cái học tập, trong cái lao động, trong cái rèn luyện và trong cái nghiên cứu khoa học. Thì trong những năm qua thì đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức cũng rất là nhiều cái hoạt động liên quan tới cái việc về việc học tập làm theo lời Bác, thì trong đó có thể kể tới là cái cuộc thi Olympic chính trị các môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường Đại học Cần Thơ. Thì cái cuộc thi này thì với hai nội dung, đó là với hai hình thức là thi trắc nghiệm và thi tập thể, thì hàng năm thì có thể trên là khoảng 32.000 lượt sinh viên là tham gia cái hội thi. Thì bên cạnh đó đoàn trường cũng tổ chức cái kế hoạch tuyên dương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác, thì hàng năm thì có khoảng hơn 300 cá nhân đạt. Việc nghiên cứu học tập liên hệ thực tiễn theo chủ đề hàng năm được các chi bộ trực thuộc chọn việc làm theo phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên. Đến nay trường có hơn 1.800 đảng viên, trong đó sinh viên chiếm hơn 46%. 54% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 192 giảng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Chất lượng đào tạo ngày được nâng lên theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu của người học và ngày càng tiếp cận các chuẩn mực quốc tế dưới quy mô 118 chương trình đào tạo. Đảng ủy cũng chỉ đạo là các thầy cô mà giảng dạy các cái môn này đó thì phải lồng ghép vô trong quá trình là triển khai giảng dạy các cái môn học của mình. Thì đây là cái kinh mà hầu như là sinh viên nào là cũng phải tiếp cận với cái này. Thì như vậy thì nó cũng tạo nên được cái hiệu ứng rất là tốt trong công tác triển khai. Bên cạnh đó thì cái việc mà cán bộ viên chức người lao động mà phải làm cái bản cam kết thực hiện đó thì cũng có cái nội dung này để làm sao cho mình càng quán triệt sâu càng tốt. Thì qua cái đợt này đó thì cũng thấy là các em sinh viên ngày càng nhận thức tốt hơn. Cái quan trọng mà trường đã rút ra được đó là ngoài cái chuyện là các em có tư tưởng chính trị tốt, rồi mấy em có thể là đề kháng được với những cái vấn đề là tiêu cực, những thông tin không tốt, nhưng mà nó cũng dẫn đến một cái chuyện là cái sự cố gắng học hành của các em, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp là nó tăng lên khá rõ. Nhận thức sâu sắc tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, cán bộ đảng viên, viên chức và sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đoàn kết xây dựng nhà trường trở thành một trong những trường trọng điểm của cả nước, là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, là trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật của vùng và có mối quan hệ hợp tác trong đào tạo nghiên cứu khoa học với nhiều viện, trường đại học và các tổ chức trong nước và trên thế giới.